Được biết là người vợ thứ hai của nghệ sĩ hài Tự Long tên là Trần Minh Nguyệt. Hiện cô là giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Thông tin về nàng dâu mới của showbiz Việt cũng khiến mọi người rất là quan tâm và dành nhiều lời khen ngợi về nhan sắc nổi bật không hề kém cạnh với dàn sao nữ showbiz. Người vợ thứ hai của nghệ sĩ nhân dân Tự Long đã có dịp trải lòng cuộc sống hôn nhân với người chồng nổi tiếng. Theo đó thì khi làm vợ của người nổi tiếng thì không hề đơn giản, bởi những ánh hào quang của người nổi tiếng cũng ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc của những người nghệ sĩ. Tuy nhiên thời gian đầu thì hai vợ chồng nghệ sĩ Tự Long đã phải tìm cách thích nghi với nhau, dù lấy chồng là nghệ sĩ nổi tiếng và đất show nhất nhì làng hài miền Bắc. Nhưng vợ chồng của Tự Long lại sống cuộc sống rất là bình dị và khác nhiều so với những cô vợ thích hàng hiệu hay là check-in những nơi sang chảnh. Thì vợ Tự Long lại có niềm vui đơn giản như đi chợ, đi mua sắm hoặc có thể là đi mua bỉm cho con, rồi với những buổi sinh nhật và kỷ niệm tại nhà. Và hiện tại thì vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Tự Long đang có một cuộc sống rất là hạnh phúc, êm đềm với cô con gái nhỏ.